mọi người, đây là một cái khu vườn tại chùa, Châu Long. À, bữa nay anh Đệ sẽ cho Như bẻ trái cây. Nguyên cái vườn cây này là Như cúng vườn. Giờ ra trái Như ăn. Chút ra luôn em, chút ra luôn. Bút liền ăn tại chỗ luôn. Chút ra hả? Bẻ ra, bẻ ra, bẻ ra, bẻ 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 luôn. Ừ, rồi tút ra. Ừ, nó ngọt. Quá ai người đẹp cho trái là ra trái ngọt. Ở ruby. Ở ruby, ngon quá. Thế nay vợ chồng Như quyết định làm cúng dường để xây dựng cái đường đi vô chùa cho bà con đến lại Phật, không bị nước ngập, không bị khó đi. Anh Thiện phát tâm, mấy cái lớn lớn để anh Thiện phát tâm. Bé bé bé, dưới cửa nè. Một trái kìa, hai ba trái kìa. Nó giống như trái liệt kim ma. Ủa về vú à? Ăn luôn á, chín rồi ăn đi. Chín đâu mà chín? Chín rồi, vậy là chín rồi đó, ăn thử đi. Cái đuôi nó chín chưa? Vú sữa hoàng kim nha mọi người. Đây. Cái vú sữa này á thì cái mùi nó giống như sữa ông thọ vậy. Anh qua ăn vú sữa nè. Em phải cắn. Hả? Em cắn cái đầu em tắt nó ra. Ủa trời, sữa vậy đâu vậy? Ủa? Em đã nói với anh là vú sữa hoàng kim. Nhà anh mua được hai cây có trái sẵn để lớn lớn. Trời ơi, cha này toàn mua trái. Ủa, sẵn. Cái đầu tiên bự cho bác em bẻ chân cơ mà. Nè nè anh, nè mọi người. Bẻ đi, bẻ đi. Vú sữa hoàng kim nè mọi người. Bẻ đâu hay gì trời. Hay bẻ. Nó có cái mùi sữa ông thọ. Y thúi. Hàng hàng organic, không phun thuốc. Ừ đúng. Organic có nghĩa gì? Không phun thuốc. Tự nhiên á. Ôi hàng không thuốc ăn nó sướng. Ăn đi cho cái cơ miệng nó hoạt động cho hết méo. Quá trời mít luôn rồi, mít gì đâu mà chịu cây. Cây này nhỏ quá trời mít vậy sao nó ấy nổi. Anh không biết sao anh bẻ hoài, nó cũng ra hoài em, anh bẻ bớt rồi đó. Nè, quá trời nụ luôn nè. À, trời mít này mít gì ta? Mít 2. Hình như mít này mình trồng mà bao nhiêu năm rồi? Mới trồng có 2 năm. Mới có 2 năm. Con nè, cái này đã lắm nè. Ừ, trái đó thơm ha. Nhưng mà bẻ nhiều lắm em, nó cũng ra hoài à. Thôi nè, rồi nó ra giá nhất hết trơn nè. Mấy giá này đậu hết nè. Ừ. Đó, mấy giá như thị này đậu là 1, 2, ô nhiều lắm. Tuốt trên đợt rồi. Nhưng mà phải bẻ bớt rồi. Quá đâu trời. Cây. Mà cây nào. Hồi cha đang nhiệt tình luôn. Đại nó tưới cây cái thầy ơi, nó ghiền. Đại nó tưới cây cái nó ghiền. Nó ghiền tưới cây. Anh ơi, anh không bẻ bớt là không có một muối luôn á. Kìa kìa, trái chuối sinh ba. Ê, về trái mít sinh ba kìa, thấy cưng không? Có kìa. Đâu? Trời ơi, có nè. Ui là trời. Từ dưới lên trên, trời ơi, nhánh nào nó cũng có một nụi kìa. Đó, quá rồi. Mà đậu không á, tại vì em nhìn cái cuốn em biết đậu hay không à. Sao đậu dữ vậy trời? Thì vậy đó chứ sao má. Có cái bồ nè. Ăn được không? Bữa ăn lộn trái sugo thúi. Anh cố anh chừa cho em. Như ơi ăn đi, trái sugo đầu tiên ăn như thúi trời ơi. Thôi đi.